Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời gian về thăm nhà nửa tháng vừa qua, chú Nhan trở về vệ phủ, mang theo quà lớn quà nhỏ chất đầy hai xe ngựa cùng về. Tay không về nhà mẹ đẻ, quay về, chồng liền có thu hoạch. Nữ nhân này, vượng phu. Có thể bởi vì việc giấu giếm quỹ đen, vệ mậu trong lòng có quỷ, cho nên lần này không tăng ca ở quân doanh nữa mà ở nhà phụng bồi Chu Nhan. Giữa lão phu thê với nhau không có bao nhiêu xấu hổ. Sau khi uống hai chén rượu vào bụng, Chu Nhan giơ tay đẩy ngã vệ mậu, quần áo lập tức rơi xuống, xử lý việc nên làm. Sau khi xử lý xong, Chu Nhan dựa vào ngực vệ mậu, ngón tay vẽ vòng tròn trên nhược y. Tiểu bác đâu? Sao không nhìn thấy hắn? Còn bên quân doanh thì sao? Không sao, hắn ra ngoài chơi với Khuê thiếu gia rồi, không cần để ý hắn. Tới giờ, tí thì hắn sẽ tự về. Vì hòa thuận vợ chồng, vệ mậu vẫn lựa chọn nói sự thực. Hắn rất tán thưởng phương diện tự chủ này của Lục Bắc, mặc dù kết giao một cái hồ bằng cầu hữu, nhưng không hề lưu luyến nơi phong trần. Mỗi đêm đến giờ tí điền trở về, ngày hôm sau bất luận có mưa gió bão táp hay cái gì thì đều tới đan phòng điểm danh. Khuê thiếu gia. Chu Nhan vẻ mặt nghi hoặc, nhất thời không nghĩ ra là ai. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nhớ được. Là bà con xa của ngươi, đại ca gã là Chu Bột. Lúc ta tới đại thắng quan nhậm chức, gã từng tặng ngươi 1.000 lượng tiền son phấn. Thì ra là gã, người tặng ta 1.000 lượng. Chu Nhan bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chợt biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiểu Bắc quen biết với người như gã? Quen biết trong đan phòng đấy. Mấy ngày trước Khuê thiếu gia tìm người đôi kéo quan hệ, ngoài ý muốn đụng phải hắn, bởi vì đều là thân thích, thường xuyên qua lại một chút liền trở thành quen thuộc. Vẫn vì hòa thuận giữa vợ chồng, vệ mẫu cũng lựa chọn giấu giếm vài chỗ. Cái gì? Chu Nhan đột nhiên biến sắc. Mấy ngày nay ngươi không kéo Tiểu Bắc đến quân doanh, hắn vẫn như thường lệ đi tới đan phòng điểm danh. Hắn vào quân doanh 3 ngày, liền buồn chán không chịu nổi, tìm ta phàn nàn. Ta cực kỳ phiền não, chỉ đành đưa hắn về đan phòng. Vì hòa thuận vợ chồng, vệ mẫu lựa chọn nói dối có thiện ý. Xong rồi. Họ Chu không có mấy người tốt, Tiểu Bắc mà học xấu, ta làm sao ăn nói với sư tỷ đây? Chu Nhan một mực kêu không xong, liên tục dùng tay đập vào ngực vệ mẫu, vẻ mặt khổ sở. Đều tại ngươi, đều là lỗi tại ngươi. Ngươi tại sao yên tâm ném hắn một mình lưu lạc bên ngoài? Hắn bị người ta lừa mất thì phải làm sao bây giờ? Hắn còn có thể bị người ta lừa gạt. Hắn không gạt người, đã phải cảm ơn trời đất rồi. Chỉ sao ngươi không biết, trong khoảng thời gian ngươi không có ở đây, vi phu chỉ cùng hắn phân chén canh, liền lời bao nhiêu ngân phiếu đi. Phu nhân, ngươi nghĩ nhiều rồi, tiểu tử kia cũng không phải người tốt lành gì. Hắn làm bằng hữu với Khuê thiếu gia, không sợ gần mực thì đen đâu. Vì lương tâm, chủ yếu là không bỏ qua được lương tâm, vệ mậu không nhịn được đành vạch trần chân tướng. Ít nói lung tung, rõ ràng là con mắt của ngươi không tốt, không thuận mắt Tiểu Bắc đơn thuần từ trên núi xuống, cho nên tìm một tên họ Chu để dạy hư hắn. Phu nhân, ngươi cũng họ, còn ngụy biện. Chu Nhan giận dữ, giơ tay đẩy y xuống, trực tiếp leo lên phía trên, làm y. Ngày hôm sau, ngay lúc Lục Bắc chuẩn bị ra ngoài liền bị Chu Nhan sắc mặt hồng hào ngăn lại. Nàng mang tới cho hắn một tin tức có liên quan tới Bạch Cầm cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông. Bạch sư tỷ bị cấm túc rồi, trong 3 năm không thể tự mình rời khỏi Lăng Tiêu Kiếm Tông. Bạch Cầm bị hạn chế xuất hành, mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lục Bắc ngược lại không kinh ngạc việc này, nhưng 3 năm quả thực có chút quá dài. Với cả con số 3 năm này cũng có chút ý vị không rõ. Giống như là biểu thị không ai mãi mãi yếu đuối vậy, 3 năm sau có thể nên núi đoạt lại sư tỷ. Đúng là bị cấm, nhưng lại không nhất định là 3 năm. Chu Nhan, sư tỷ nhờ người chuyển lời cho ta, nói phía bên sư phụ đang đối phó trưởng môn, nhiều nhất 3 tháng nàng sẽ lại được tự do, bảo ngươi siêng năng tu hành, không được lãng phí thời gian. À, ta biết rồi. Lục Bắc cau chặt mày gật đầu, vừa định xoay người rời đi, lại bị Chu Nhan ngăn cản. Đừng vội, ta còn chưa xong đâu. Chu Nhan kéo Lục Bắc lại nhìn chút, sau đó nhỏ giọng.
Sư tỷ nhắc nhở ngươi một chút, nếu gần đây có người xa lạ nào tiếp cận, 89 phần là 10 là người đến từ Lăng Tiêu Kiếm Tông. Ngươi nhất định phải lễ độ đối xử với mọi người, lưu lại một ấn tượng tốt cho đối phương. Chuyện là như thế nào? Mạc Sư Thúc qua đời, trưởng môn khóc lóc đau khổ. Sau đó, Chu Nhan liền quen tay bắt đầu bát quái. Bạch Cầm mang hộp nhỏ trở về Lăng Tiêu Kiếm Tông. Trưởng môn Lâm Bất Yển nhìn thấy tiểu sư đệ đã chết, nhất thời cảm thấy không thể tin được. Sau khi nhiều lần xác nhận, liền khóc không ngậm được miệng lại. Sau đó phất tay một cái, biểu thị người chết là hết, không cần phải ôm chặt tội danh nữa. Những tội lỗi trước nay Mạc Bất Tu phạm phải đều sẽ không truy cứu. Lâm Bất Yển cho phép chuyển hộp nhỏ cho cốt vào trong mộ phần của Lăng Tiêu Kiếm Tông, cho Mạc Bất Tu nhận tổ quy tông. Nhưng khi Bạch Cầm đề cập tới Mạc Bất Tu vẫn còn một đệ tử lưu lạc bên ngoài, Lâm Bất Yểm điền trở tay một cái cấm túc nàng 3 năm, không hề mở miệng nhắc đến việc đưa Lục Bắc trở về Sơn Môn. Có thể hiểu được. Lục Bắc gật đầu, dựa trên góc độ của Lâm Bất Yển, tiểu sư đệ có ân oán dây dưa với mình nhiều năm chết bất đắc kỳ tử. Gã là trưởng môn sư huynh không chỉ bỏ qua chuyện cũ, còn cho phép di chuyển hài mộ vào trong mộ phần, liền có thể đạt được danh vọng không nhỏ. Dù sao, người cũng không còn. Nhưng kỳ quặc chính là, tiểu sư đệ mình vừa chết, ái đồ phu nhân nhà mình liền nhận được tin tức. Giải thích thế nào? Đơn giản, liền tha thứ cho nàng rồi. Vậy phần đồ đệ của tiểu sư đệ được xử lý thế nào? Mắt không thấy tâm không phiền, ở đâu thì cứ ở đấy, đừng tới gần lão phu là được. Sư phụ bên đó đã có an bài, gần đây sẽ có đệ tử nội môn tới tìm ngươi, khảo sát phẩm tính của ngươi. Ngươi cố gắng biểu hiện tốt một chút, cố gắng nắm lấy cơ hội phản hồi Lăng Tiêu Kiếm Tông. Chu Nhan dặn dò. Đa tạ sư tỷ. Lục Bắc gật đầu xoay người một cái, xoay lại quay người lại, xác nhận Chu Nhan nói hết lời mới vội vàng chạy tới phòng kinh nghiệm. Lúc mới quen Bạch Cầm, Lục Bắc rất chờ mong với Lăng Tiêu Kiếm Tông, bởi vì thiếu cảm giác có đại thụ che chở. Nhưng từ sau khi tới Đại Thắng Quan, cảm giác chờ mong càng ngày càng giảm, sớm đã không còn mãnh liệt như trước. Sau khi miệt mài nghiên cứu nguyên nhân, tìm được phương pháp càn quét kinh nghiệm, xác nhận mình cũng có thể nhận nhiệm vụ, trước mắt mình hoàn toàn có thể tự thăng cấp được. Bên phía Lăng Tiêu Kiếm Tông liền đột nhiên giống như gân gà. Nói thật, hiện giờ Lục Bắc rời khỏi đan phòng ở Đại Thắng Quan, hắn có chút không nỡ bỏ đi. Tính toán thời gian, bên Tam Thanh Phong chắc cũng sửa xong rồi, còn hang hồ ly ở nữa, cũng nên nhanh chóng trở về một chuyến mới được. Trong đan phòng, Lục Bắc cùng lúc mở 7 bếp lò, số lượng sản xuất khai đinh đan giống như làm sủi cảo vậy, kinh nghiệm cũng cứ thế mà tăng lên. Bạch Cầm bị cống túc, từ một góc độ nào đó thì đây cũng là chuyện tốt với Lục Bắc. Tự do nha. Bạch Cầm tiếp xúc với hắn sớm nhất, là người hiểu rõ hắn nhất. Trước khi thăng cấp, Lục Bắc còn có chút do dự. Hắn thể hiện ra tư chất kinh người, nhưng không có thể quá kinh người. Nhưng bây giờ hắn không bận tâm, có thể buông tay buông chân mà làm. 10 ngày sau, Lục Bắc điên cuồng càn quét kinh nghiệm lên tới 50 vạn, cũng lần lượt kiếm được 2 quyển sách kỹ năng từ Vệ Mộng và Chu Bột. Hữu cảnh phá trận pháp level 6, kinh nghiệm 10 trên 10.000. Bát tí quyền level 5, kinh nghiệm 10 trên 12.000. Hữu cảnh phá trận pháp, tên như ý nghĩa, có thể dùng phá trận, lấy ý nghĩa là đi ra cầu tài đại cát. Mặc dù không coi là phương pháp phá trận cao cấp, nhưng cũng là cấp bậc cao nhất trong thư phòng của Chu Bột, là kỹ năng tốt nhất Lục Bắc có thể tiếp xúc tới. Bát tí quyền là quyền pháp trong quân doanh, nhưng lại khác biệt với trảm trận đao pháp chú trọng phối hợp đồng đội. Bộ quyền pháp này không có kỹ năng hợp kích, quyền pháp mở rộng, đường quyền vô cùng cường mãnh. Bạch Cầm đã dạy Lục Bắc một bộ quyền pháp, kỹ năng âm nhu, tác dụng lâu dài. Nhưng Lục Bắc không luyện, hắn lựa chọn bát tí quyền là có lý do của mình. Hắn dùng đao pháp, quyền pháp trong quân doanh, nếu như ngày nào đó xảy ra chuyện, liền có thể mượn danh nghĩa quân sĩ Đại Thắng Quan để lừa gạt. Dẫu sao, hắn và huynh đệ Chu Gia càng quen càng gần, nhất là Chu Bột, dạo gần đây từng biểu thị muốn dẫn cả hắn xuống dưới mặt đất dạo chơi, cho làm quen một chút. Làm quen cái gì Chu Bột không nói tỉ mỉ, chỉ ném cho hắn một ánh mắt tự hiểu. Lục Bắc ngay lập tức hiểu, cuộc sống hàng ngày của hắn càng ngày càng có quỹ đạo rồi, có một số việc không thể không phòng.
nên có sự chuẩn bị sẵn. Quả nhiên Chu Bột không để cho Lục Bắc đợi lâu, hôm nay Điền bí mật gọi hắn tới, nói là có người đập đội xuống đất. Chu Bột dự tính gọi hắn cùng tham gia. Hai ngày trước, một người quen truyền tin tức tới. Trong thư nói gã phát hiện một nơi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, núi sông kỳ quái, nhưng không dám độc hưởng, nên mời Chu Bột cùng nhau đi thưởng thức. Có thể tạm dịch qua là ta tìm được một cái di tích. Lần đầu thăm dò không thu được gì, muốn tổ đội cùng Chu Bột, còn thu hoạch thế nào thì dựa vào năng lực cá nhân. Người gửi thư thực lực thế nào Chu Bột đều biết rất rõ, nếu đối phương đã ăn khổ ở đó, thì đổi thành y dẫn người tới cũng không khác biệt nhiều lắm. Bởi vì cả đối phương đã ăn khổ một lần thiệt thòi, thì khẳng định lần thứ hai sẽ chuẩn bị càng thêm chu đáo. Lôi kéo y tham gia 8 phần là muốn tìm thêm pháo hôi. Phần suy nghĩ này có chút thóc búa. Chu Bột do dự mất mấy ngày, sau cùng vẫn quyết định nhận lời. Lý do rất đơn giản, đối phương không tìm đồng hành thực lực cao hơn mà lựa chọn mình, kẻ tám lạng người nửa cân với gã. Có thể thấy được bên trong di tích khẳng định có thứ tốt. Đồng đội thực lực không kém bao nhiêu thì cho dù hợp tác hay tranh cướp đều dễ làm. Cầu phú quý trong nguy hiểm đáng giá thử một lần. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, mấy năm gần đây mộ phần tốt không nhiều lắm, đào một cái thì thiếu một cái, bỏ qua lần này không biết phải đợi lần sau tới khi nào. Cân nhắc lần này sẽ có nguy cơ bị trở mặt, với cả đối phương khẳng định có dắt theo cường viện khác, Chu Bột quyết định kéo theo Lục Bắc. Phong Tứ từng nói thực lực Lục Bắc không hề thấp hơn y, lại là tân thủ chưa từng xuống mộ. Dựa theo y quan sát Lục Bắc hai ngày thảo luận cùng tri thức với hắn, thì đây là một đối tượng hợp tác vô cùng tốt. Chu Bột không cần Lục Bắc làm gì, chỉ cần lúc đánh nhau giúp y một tay, vậy là được. Thế nào, Lục lão đệ, một chuyến này ngươi có đi hay không? Chu Bột ánh mắt sáng rực nhìn về Lục Bắc ngưng giọng. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi muốn hay không ta cũng sẽ không trách ngươi, bởi vì vũng nước này có chút sâu, ngay cả ta cũng có chút không dám nắm chắc. Ngươi nhận được nhiệm vụ thăm dò di tích. Giải thích nhiệm vụ, dưới mặt đất di tích biến hóa nhiều loại nguy hiểm kỳ lạ, đồng thời phần thưởng cũng rất phong phú. Đây là một lần mạo hiểm cực kỳ nguy hiểm, ngươi có thể đi được bao nhiêu bước. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn, ban thưởng 20 vạn điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến, thăm dò di tích, dựa theo độ công hiến tiến hành ban thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến không kích hoạt, có tiếp nhận hay không? Có hay không? Cái này còn phải suy nghĩ. Giờ thì chỉ việc đi vào là có 20 vạn kinh nghiệm, không nhận không được à? Lục Bắc nhanh chóng xác nhận nhiệm vụ, hít một hơi sâu nhìn Chu Bột. Bột ca, ngươi nói như vậy tiểu đệ vô cùng đau lòng. Cái gì mà không muốn ta cũng không trách ngươi. Đây là lời nên nói giữa huynh đệ sao? Ở cái này... Chu Bột sắc mặt không ngừng thay đổi. Lục lão đệ, ý ngươi là ngươi nguyện ý. Huynh đệ nhà mình, đại ca có việc cần nhờ, tiểu đệ sao dám từ chối? Đừng nói là nước sâu không thể nắm chắc, kể cả phía trước là núi đao biển lửa. Bột ca ngươi cứ nói một câu, Lục Bắc ta sẽ không nhăn mặt chút nào. Lục Bắc thề thốt. Chân mày không nhíu một cái, xoay người liền đi. Hảo huynh đệ, thật nghĩa khí. Đùng. Hai người giơ tay đen vỗ vào nhau, kể vai sát cánh hẹn nhau đêm nay tới Vân Thủy Đâu nghe một bài hát dân gian. Lục Bắc đối với yêu cầu này rất khó xử, đại biểu tỷ canh giữ quá nghiêm. Vân Thủy Lâu trước giờ không dám suy nghĩ, Minh Nguyệt Lâu ngược lại thì là đi theo mà tới. Chu Bột biểu thị hiểu rõ, vệ mậu ở Đại Thắng Quan nhậm chức mấy năm, chưa bao giờ có ghi chép tiêu phí ở Vân Thủy Lâu. Chu Nhan quản lý nghiêm nơi này ai cũng hiểu được một hai. Vậy chúng ta đêm nay tụ tập ở Minh Nguyệt Lâu. Đây là lệnh bài đăng thiên môn. Ngươi cất cho kỹ, đừng để người bên ngoài nhặt được túi càn khôn. Bột ca, không cần trêu chọc ta. Lục Bắc tiếp nhận lệnh bài, bên trong trận doanh lại thêm một môn phái đăng thiên môn. Hắn hỏi. Về chỗ vấn đề di tích kia, trong đăng thiên môn có tình báo điều tra gì không? Tình huống rõ ràng chờ đến Minh Nguyệt Lâu lại nói, ngươi trở về thu thập một chút, chuẩn bị nhanh chóng xuất phát. Giờ thì 3 ngày sau. Chúng ta sẽ đi. Được. Lục Bắc gật đầu. Chu Bột cũng vội vàng rời đi. Hắn bảo Lục Bắc chuẩn bị đầy đủ. Mình cũng không nhàn rỗi đi thẳng tới phủ thái thú tìm Chu Đình, bẩm báo chi tiết, sau đó mượn thêm nhân thủ.
Chu Định trầm ngâm một lát, sau đó điều một tên thân vệ cực kỳ trung thành, đã theo lão nhiều năm đi hộ tống chuyến này cùng Chu Bột. Còn về phần Lục Bắc, sau khi Chu Bột rời đi, liền nhắc đến sự tình mình 3 ngày sau được mời đi xa cùng Chu Bột cho vợ chồng Vệ Mậu. Chu Nhan cũng không nghĩ nhiều, chỉ bảo Lục Bắc ra ngoài chú ý an toàn. Phải để ý nhiều chút, bị người đờ gạt tiền cũng không sao, nhưng đừng để ngay cả nhan sắc cũng bị gạt mất. Vệ Mậu thì giống như có chút suy nghĩ gì đó, chờ Lục Bắc từ Minh Nguyệt Lâu trở về, liền đưa hắn tới thư phòng, tặng hắn một kiện tỏa tử giáp mặc bên trong dùng để phòng thân. Phẩm chất màu lam, chất lượng thượng thừa, lực phòng ngự không hề tầm thường. Nhưng thuộc tính căn bản của Lục Bắc hiện giờ vẫn chưa đạt yêu cầu thấp nhất để mặc kiện y phục này. Phải quay về tăng thêm điểm mới được. Đại biểu ca, đây là có ý rồi. Lục Bắc theo lệ cũ trước tiên cất đồ vật đi xong mới đặt câu hỏi. Ra vào di tích rất nguy hiểm. Người nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vợ chồng chúng ta cũng không có cách nào nói rõ với sư tỷ của ngươi. Người mặc áo giáp này đen, so với mất mạng, thiếu tay thiếu chân cũng không sao. Vệ Mậu thẳng thắn. Đại biểu ca, nói không cách nào bàn giao, vậy không ngăn cản ta. Đây là thực sự không hề mong ta hoàn hảo trở về à? Lục Bắc cười. Tâm của ngươi quá cuồng, không giam giữ được. Vệ Mậu lắc đầu, sau đó lại thay đổi nói. Cái áo giáp này chính là gia phụ truyền lại. Ngươi sau khi trở về cũng đừng nói mấy đời vô ích như là vô ý làm mất. Ta nghe không hiểu. Đại biểu ca, ngươi xem ta thành loại người nào rồi? Lục Bắc bĩu môi, thầm nghĩ ngươi nhìn thật là chuẩn thật. Còn cái gì muốn chuẩn bị không? Thừa dịp chưa xuất phát, nói toàn bộ cho ta biết. Ta trong 3 ngày sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Những lời cân nhắc của Vệ Mậu làm cho Lục Bắc cảm động vô cùng. Nhưng chưa kịp cảm động thì y lập tức thêm lời. Đợi ngươi thắng lợi trở về, ta muốn một phần thu hoạch của ngươi. Cái này... Lục Bắc gãi đầu. Đại biểu ca, ta không hiểu rõ cho lắm. Ngươi cứ ẩn giấu nhiều tiền riêng như vậy để làm gì? Bên trên đại thắng quan có thái thú, quận úy, còn có quận giám ở trong giám sát. Hơn nữa còn có một cái quản sự Hoàng Cực Tông. Tất cả những người này đều không đắc tội được. Làm quan ở chỗ này cũng quá mệt mỏi. Ta chuẩn bị 2 năm nữa chuyển tới một chỗ thanh nhàn nghỉ ngơi. Vệ Mậu nói ra ý nghĩ của mình, không giấu giếm chút nào. Thì ra là như vậy. Lục Bắc sâu sắc chấp nhận. Chuẩn bị tiền để chuyển nhà, Vệ Mậu huynh cũng không dễ dàng. Đúng rồi, đại biểu ca. Lục Bắc chợt có ý tưởng này lên trong đầu, cảm thấy rất có ý nghĩa, xoay người liền cười ha ha, nói. Đại biểu ca, ngươi cảm thấy Lang Du huyện, quê quán của ta như thế nào? Nếu ngươi được điều động làm huyện úy ở chỗ đó, thì sao? Lang Du huyện là nơi dưỡng lão, lên chức không dễ, không coi là điều động cung cấp. Vệ Mậu lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy, Lang Du huyện đơn thuần chất phác, thích hợp để an hưởng làm quan. Làm thanh quan 3 năm là có thể. Không cần nói nữa. Vệ Mậu trực tiếp cắt ngang. Ta cùng huyện úy của Lang Du huyện có quen biết, xảy ra chuyện gì có thể tìm lão. Giờ còn vấn đề nào khác không? Hết rồi. Lục Bắc giơ ngón tay cái lên, không chỉ không có, còn phục hồi. Không hổ là đại biểu ca của hắn, tiền đồ đúng là không thể hạn lượng. Trở lại trong phòng, Lục Bắc không trực tiếp phân phối thuộc tính tự do mà tăng kinh nghiệm vào trảm ma kinh, tính tăng cấp công pháp để lên thuộc tính cơ bản. Đột phá trảm ma kinh có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 6, tốc độ cộng 6, tinh thần cộng 5. Đột phá trảm ma kinh thu hoạch cực lớn, tổng cộng là đẳng cấp kinh nghiệm cộng 100.000, tu vi cộng 800, chỉ số sinh mệnh cộng 500. Không hổ là công pháp dùng để trảm ma, quả nhiên đủ vũ lực, đủ ngộ tính. Đủ thuộc tính cơ bản tăng trưởng thực sự là quá sảng khoái đi. Ngay lúc Lục Bắc đang vô cùng tán thưởng sự trợ giúp của Mạc Bất Tu, công pháp trảm ma kinh đột nhiên phát sinh dị biến. Một dòng tin tức mới đột nhiên hiện lên. Người đột phá trảm ma kinh, đột phá cảnh giới công pháp, chém ra một đạo ma niệm, tổng đẳng cấp tăng lên cao cấp 5 cấp. Đột phá trảm ma kinh, đột phá công pháp cảnh giới, ngộ được trảm ma ý chí, về sau toàn bộ thuộc tính căn bản tăng trưởng đều theo gấp đôi tính toán. Chém ra một đạo ma niệm, chảm ma ý chí. Đây là cái gì? Cùng lúc đó, ở một vùng đất đen tối, một luồng sương mù màu đen đột nhiên hiện ra từ trong không trung,
chậm rãi ngưng tụ thành một hình người. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta là Lục... Nhìn qua, nhắc nhở trên bản giao diện tin tức, Lục Bắc Điền đâm vào trong trạng thái não bổ. Có thể chém ra một đạo ma niệm, phải chăng có thể chém ra đạo thứ hai, thứ ba. Gan lớn một chút chém ra 180 đạo cũng không phải không có khả năng. Mà chém ra một đạo ma niệm là được tăng thêm gấp đôi thuộc tính, nếu chém ra 180 đạo thì... Như này, cần học kỹ năng cái rắm, trực tiếp dựa vào thuộc tính cơ bản, đấm thẳng là có thể nện chết đối thủ. Lục Bắc tạm thời đè xuống kích động phân phối điểm thuộc tính tự do, trước tiên tăng chức nghiệp chính của mình lên đẳng cấp 20, kết thúc thời kỳ tân thủ của chính mình. Họ tên Lục Bắc, đẳng cấp 20, chức nghiệp chính đạo tu, trúc cơ. Trước cấp 20 là thời kỳ tân thủ, thời kỳ này thuộc tính của các người chơi đều hơi thấp, ngang bằng với thời kỳ vận chuyển khí huyết của người tu hành, đã bước một chân vào con đường tu tiên, nhưng lại không thể hoàn toàn bước vào. Bởi vì không có cảnh giới trai vị, lại vẫn có liên quan tới đồ ăn, các ngươi đùa giỡn kêu giai đoạn này là phàm nhân cảnh. Người tu hành ở Cửu Châu thế giới cũng không chú trọng lắm đối với giai đoạn vận chuyển khí huyết, bước qua giai đoạn này mới là tu tiên, nhưng mà cũng chỉ là một người tu tiên có tư chất phàm nhân mà thôi. Có thể hiểu thế này, lúc cấp 10, người hô to, buông ra tên dâm tặc kia, nhắm vào ta đây này. Tiếp đó hét to lao lên, kết quả ngay cả tên dâm tặc cũng đánh không lại, càng không cần phải nói tới cứu tiên tử nữa. Nếu như thế này cũng có tiên vị, vậy thì cấp bậc tu tiên cũng quá thấp kém rồi. Lục Bắc còn chưa xuyên không, rất nhiều người chơi thích sáng tạo biệt hiệu trước cấp 20. Bọn họ áp chế đẳng cấp ở trước 20, sau đó đi học tập rất nhiều công pháp, lại phân phối kinh nghiệm cho kỹ năng, cường hóa sức chiến đấu rồi đi khắp nơi tìm người chơi đồng cấp PK. Đồng thời quét ngang tân thủ thôn, lấy mỹ danh làm cơ sở tốt, rồi đợi thời cơ chín muồi, liền một bước lên trời. Nghe rất có đạo lý, nhưng thực ra lại vô nghĩa. Theo đẳng cấp người chơi tăng lên, mọi người dần dần nhận thức, chân quý nhất lúc này không phải là kinh nghiệm hay là trang bị, mà là điểm kỹ năng. Một bộ công pháp có hạn mức cao nhất, sau khi mãn cấp sẽ không mang đến phần thưởng nữa. Muốn tiến bộ hơn nhất định phải học công pháp kỹ năng mới, nhưng cái này lại cũng cần điểm kỹ năng. Người chơi ép cấp ở 20 level hầu như đều dùng điểm kỹ năng phung phí hết sạch, đến lúc chân chính cần dùng điểm kỹ năng mới hối hận. Lúc này hai tay đều đã trống trơn, chờ bọn họ đủ kinh nghiệm thăng cấp, kiếm được điểm kỹ năng ban thưởng, thì những người từng bị bọn họ đè xuống đất mà đánh đã nhân cơ hội này kéo xa chênh lệch, hoàn mỹ chứng minh câu danh ngôn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Lục Bắc không phải người chơi, cũng không phải người thích áp cấp để PK. Không cần áp chế đẳng cấp, cũng sẽ không cố ý áp chế đẳng cấp. Sau khi xem bảng giao diện kỹ năng cá nhân, liền suy nghĩ nên dùng điểm thuộc tính cơ bản tăng thêm gấp đôi chảm ma ý chí, tăng lên dùng như thế nào. Một lát sau hắn chuyển tầm nhìn về phía hai môn công pháp hắn lĩnh ngộ được lúc tiếp xúc đạo tàng kinh là tịnh đọa hô hấp pháp và dưỡng khí ích thọ pháp. Theo đạo lý, hai môn công pháp này thích hợp với hắn nhất vào thời kỳ tân thủ, có thể làm cho hắn rất nhanh và vững vàng vượt qua giai đoạn tân thủ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tăng lên cấp 20 thì trúc cơ không thành vấn đề. Lục Bắc lúc ấy bởi vì tu luyện trả ma kinh, bây giờ liền quyết định tăng kinh nghiệm vào đây, muốn từ hai môn công pháp này kiếm ra một chút điểm thuộc tính tự do cùng điểm kỹ năng. Thai tức bổ khí quyết level 5. Người chơi đột phá thai tức bổ khí quyết có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 1, tinh thần cộng 2, sức bền cộng 3. Người chơi đột phá thai tức bổ khí quyết có chỗ thành tựu tinh thần cộng 2, sức bền cộng 3. Người chơi đột phá thai tức bổ khí huyết thu hoạch cực lớn, tổng đẳng cấp kinh nghiệm cộng 10.000, tu vi cộng 200, chỉ số sinh mệnh cộng 300. Người chơi đột phá thai tức bổ khí quyết có chỗ. Người chơi đột phá thai tức bổ khí quyết cảnh giới liên tục đột phá, ngộ được kỹ năng hồi tố, tinh thần cộng 6, sức bền cộng 8, điểm thuộc tính tự do cộng 3, điểm kỹ năng cộng 200. Sau khi lần nữa nhìn tới hai môn công pháp, bàn tay của Lục Bắc có chút run lên. Lựa chọn sử dụng điểm kỹ năng học thai tức bổ khí quyết không hề có ý nghĩa gì khác. Phân phối kinh nghiệm có hạn vào công pháp hợp lý, như vậy mới càng hợp lý.
Kỹ năng hồi tố dưới tình huống sinh mệnh còn dưới 30% sẽ tăng gấp bội thuộc tính tốc độ, sức mạnh. Khi giá trị sinh mệnh còn dưới 10%, mỗi giây sẽ phục hồi 10% sinh mệnh liên tục trong vòng 5 giây. Khoảng cách sử dụng kỹ năng là 24 tiếng. Chú thích, kỹ năng không thể thăng cấp. Thần cấp. 4 bỏ làm 5 và lúc nguy hiểm có thể cứu được một mạng. Sau khi nhận được kỹ năng này, Lục Bắc lại đôi Mạc Bất Tu từ dưới đất lên khen ngợi một lần. Sự tình lúc trước bị ép buộc bái sư, giờ chỉ có thể nói một câu, thật là tuyệt. Sư phụ này thật đáng được khen ngợi. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Bắc ngược lại cảm thấy có chút mơ hồ. Không phân biệt được lúc Mạc Bất Tu gần đi nói câu kia, chính là chỉ trả ma kinh hay khai tức bổ khí huyết. Hai môn công pháp này, một cái chú trọng công kích, một cái chú trọng bảo vệ tính mạng. Ở trong lĩnh vực riêng của mình đều là công pháp hiếm có, không phân biệt được cao thấp. Về phần công pháp ngộ đạo lúc thời kỳ tân thủ, Lục Bắc cũng không ghét bỏ. Từ sự tôn trọng với ngộ tính của bản thân, cho chút mặt mũi. Định tọa hô hấp pháp level 4, kinh nghiệm 10/8000. Dưỡng khí ích thọ pháp level 4, kinh nghiệm 10/8000. Nhìn điểm kinh nghiệm thăng cấp cần thiết cũng biết đây không phải công pháp cao cấp gì. Đồng dạng Lục Bắc khổ tu hai quyển công pháp này cũng sẽ không nhận được kỹ năng lợi hại nào. Một cái là đặc tính khôi phục sinh mệnh, một cái gia tăng năng lực phòng thủ của bản thân. Hai cái đều là kỹ năng bị động giống nhau, tuyệt đối ở kỹ năng đồng cấp với nhau. Thế nhưng đều là kỹ năng thụ động, lựa chọn chúng nó không cho bằng mặc thêm hai kiện áo giáp chuẩn bị thêm mấy bình thuốc chữa thương. Cũng may không phải là mất thông kinh nghiệm ép vào, cũng đổi được điểm thuộc tính với cả điểm kỹ năng, lại bonus thêm thuộc tính gia tăng cơ bản gấp đôi. Đây coi như là hồi báo vượt qua chỉ tiêu rồi, thu được một khoản lợi nhỏ. Sau một phen phân phối điểm thuộc tính tự do, bảng giao diện cá nhân lại có thay đổi. Họ tên Lục Bắc, chủng nhân tộc, khuôn bản NPC, đẳng cấp 20, kinh nghiệm 5.000, 10/12.000, tu vi 3.010/3.010, sinh mệnh 2.200/2.200, chức nghiệp chính, đạo tu, trúc cơ, kinh nghiệm chức nghiệp phụ, nông dân level 1, kinh nghiệm 0/100, luyện đan sư level 6, kinh nghiệm 50/30.000, thợ rèn level 4, kinh nghiệm 10/8.000. Thuộc tính sức mạnh 90, tốc độ 68, tinh thần 145, sức bền 100, mị lực 4, may mắn 3. Đánh giá, tiểu tử ngươi có chút đáng xem. 60 điểm thuộc tính tự do được tăng thành 120 điểm hiệu quả. Sư phụ bên kia, ta thừa nhận lúc ta bái sư ra vẻ rút nhát thực sự là càn rỡ thô lỗ rồi. Lục Bắc không ngất lời cảm thán. Còn lại 2.300 điểm kỹ năng cùng 5 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn lại nhìn cảm giác hấp hối muốn hấp dẫn học tập kỹ năng công pháp cấp thấp để gia tăng thêm thuộc tính cơ bản. Cái này nên lưu lại để sau này dùng. Thời gian trôi qua một cái, đã tới 3 ngày sau. 3 ngày nay hắn cũng không nhàn rỗi, cật lực càn quét tích góp được 10 vạn điểm kinh nghiệm. Sửa sang lại túi càn khôn một chút, lại tiếp nhận một nhóm việc viện trợ đến từ Vệ Mộng. Không nói tới tòa tử giáp, trong nhóm viện trợ này là những đan dược thực dụng như bổ khí hồi máu, còn có cái trang bị làm Lục Bắc yêu thích không muốn buông tay. Ô kim trực đao, phẩm chất lục sắc, thân đao rộng bằng 3 ngón tay, ước chừng dài 1 mét. Trên có rãnh máu, dùng để giảm cường độ tiếp xúc, nhìn qua vô cùng trầm ổn, khí phách 10 phần. Lục Bắc lấy tạo nghệ rèn sắt của mình quan sát, thấy kỹ thuật chế tạo chui đao này không hề tầm thường. Chỉ nói về kỹ thuật làm rãnh máu, dùng để cân bằng thanh đao, cũng được coi là tiêu chuẩn đỉnh phong. Có chui đao này phối hợp thêm trảm trận đao pháp, có thể nói là như hổ thêm cánh. Vệ Mẫu chưa nói thanh bảo đao này là vật gia truyền, cho nên Lục Bắc có thể hiểu đây là vật phẩm có thể mất đi. Mỗi đêm trở về phòng đều muốn vuốt ve chốc lát, nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm thuần thục. Giờ thìn, sắc trời đã sáng, cửa thành Đại Thắng Quan đã mở. Lục Bắc cùng Chu Bột và Phong Tứ kết bạn mà đi, ngồi trên xe ngựa lao về Đông Dương quận. Phong Tứ đánh xe, Lục Bắc và Chu Bột ngồi bên trong. Bên ngoài còn có một nam tử trung niên cường tráng cưỡi ngựa đi theo. Người này tên Đa Ban, là thị vệ thiếp thân của Chu Đình, chịu trách nhiệm an toàn cho Chu Bột. Nhắc tới cũng thực khéo, tọa độ di tích ngay ở Đông Dương quận, cách quê quán Lang Du huyện Lục Bắc không xa. Nếu chuyến này thuận lợi, hắn định tiện đường quay về Cửu Trúc Sơn Tam Thanh Phong một chuyến, chuyển hang ổ Tiểu Hồ đi
cho vào trong túi. Hắn vừa bao ăn bao ở, còn phân phối công việc vào nghề. Nghĩ đến chuyện tốt bực này, có đốt đèn lồng cũng tìm không được. Đám tiểu hồ ly kia chắc chắn cũng sẽ cam tâm, tình nguyện. Bởi vì nhân tố không rõ trong lần thăm dò di tích này quá nhiều, cho nên Chu Bột chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ngoại trừ Phong Tứ bên người, còn có Liễu Hùng Liễu Mánh đã đi một đường khác tới di tích dò đường. Huynh đệ Liễu gia hợp tác cùng Chu Bột nhiều lần nên có thể tin tưởng, và lại thực lực cũng coi như không tầm thường. Bất luận là đào mộ dưới đất hay đánh nhau trên đất đều có thể coi là một hào thủ. Phía sau là Lục Bắc và La Ban thuộc nhóm bảo tiêu, chuyên môn phụ trách đánh nhau một khi đàm phán không thành. Trên này tổng cộng có 6 người, không nhiều không ít. Theo Chu Bột mà nói, quý ở chất chứ không quý ở nhiều, hơn nữa cũng chỉ là pháo hôi, không có gì tốt. Đi đến giữa trưa, xe ngựa dừng lại, bốn người lấy thức ăn trong túi càn khôn ra để lấp đầy bụng. Chu Bột tranh thủ kể một chút tình hình của tiểu đội tân thủ này, chủ yếu là nói cho Lục Bắc và La Ban để hai người phụ trách đánh đấm này đưu đoát một chút, tránh bị người bên phía đối địch hạ độc thủ. Lục Bắc gật đầu, nhìn sang La Ban trầm mặc không nói gì bên cạnh. Từ sau khi thăng cấp, hắn luôn muốn tìm một cao thủ thử so tài một chút, để xác định thực lực của mình nằm ở vị trí nào. Thắng hay thua không quan trọng, chỉ là hắn cần tìm một bóng lưng có thể tin được gánh vác phía sau, tránh đến lúc nguy hiểm lại có người đâm lén từ sau. La Ban không nói một lời, gã theo Chu Đình nhiều năm, bên ngoài thì biểu hiện là thị vệ thiếp thân, nhưng sở trường bên trong của gã lại là tinh thông hành thích ám sát. Y sử dụng con đường này nhiều lần trợ giúp Chu Đình, tạo được tin cậy sâu sắc từ lão. Công việc của gã kiêng kỵ nhất chính là mất đi tỉnh táo, cho nên gã mặc kệ ánh mắt của Lục Bắc có nóng bỏng bao nhiêu, tất cả đều bị gã coi như là gió nhẹ thổi vào mặt, không hề quan tâm. Lần nữa lên đường, Chu Bột đưa ra vài bình lọ phân cho Lục Bắc, một lọ giải độc đan, 3 viên tị độc châu, rồi gấp gáp truyền thụ kinh nghiệm và giảng giải những khả năng nguy hiểm sẽ gặp được khi xuống dưới mộ. Mỗi lần giảng giải liền mất 2 ngày, vừa giải thích vừa nghi hoặc giảng dạy chuyên môn, trực tiếp nói ra một chức nghiệp phụ mới của Lục Bắc. Trộm mộ, level 4, kinh nghiệm 10 trên 10.000. Không hợp lý, không hợp lý chút nào. Lục Bắc không phục, hắn vô cùng bất mãn với chức danh trộm mộ. Tại sao không gọi là nhà khảo cổ học, không thì gọi là giáo úy tìm vàng cũng được mà. Và lại, hắn cũng chỉ mới nghe được 2 ngày tri thức và lý luận, còn chưa có xuống mộ nữa. 3 ngày sau, quận Đông Dương, huyện Hồng Lăng. Ngoài cửa thành, mấy tên lưu manh nhìn thấy nhóm người Chu Bột lạ mặt, liền định tiến lên kiếm chút tiền tiêu vặt, liền bị ba quyền hai cước đánh cho nằm hết trên đất. Trước khi chạy trốn, còn không quên để lại câu châm ngôn sẽ không để yên việc này. Ngay sau đó... À, không còn sau đó nữa rồi. Đám người kia mặc dù trước khi chạy rất mạnh mồm, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, từ đó không thấy xuất hiện nữa. Bất ngờ nhỏ giữa hành trình cứ thế kết thúc, Chu Bột và huynh đệ Liễu Gia gặp nhau thành công. Huynh đệ Liễu Gia đã đến huyện Hồng Lăng từ hôm trước, bí mật quan sát sưu tập tình báo. Hôm nay phát hiện tiểu đội hợp tác bên mình đã tới, tổng cộng 7 người. Chỉnh sửa đồ đạc một chút liền đi, quyết định qua đêm ở bên ngoài huyện. Đại ca, ngoại trừ ả đàn bà lạnh đéo kia, những người khác đều lạ mặt. Chúng ta không dám đánh rắn động cỏ, cho nên tình báo thu được cũng không nhiều. Huynh đệ Liễu Gia thông báo. Đều trong dự liệu, những khuôn mặt cũ đều không có. Chu Bột lắc đầu sau đó lại hỏi. Ta hỏi các ngươi không bị đối phương phát hiện chứ? Không có. Đại ca sẽ nghe chúng ta rồi. Bốn điểm bổn sự này huynh đệ chúng ta vẫn là có đấy. Vậy thì phiền toái. Chu Bột lắc đầu, vừa vào thành liền gặp khiêu khích. Đây rõ ràng là thăm dò đến từ đối phương. Vậy mà huynh đệ Liễu Gia hoàn toàn không biết, hiển nhiên thực lực kém hơn đối phương không ít. Không tìm được tình báo của đối phương, ngược lại bàn tính tình báo bên mình là bị ra. Chỉ có thể nói lần này xuất trận bất lợi. Chu Bột cũng không dám trì hoãn, giới thiệu đơn giản một chút về Lục Bắc và huynh đệ Liễu Gia. Một đoàn người bỏ lại xe ngựa đi thẳng đến bên ngoài huyện. Phong Tứ dẫn đường, đi dọc theo để lại dấu vết trên đường. Rời xa đường chính 2 dặm liền bắt kịp tiểu đội hợp tác đang đi phía trước. 6 nam 1 nữ, nữ tử đầu đĩnh dung mạo xinh đẹp kinh diễm, trang phục màu xanh bó sát những đường cong cơ thể trên người.
eo nhỏ chân dài vô cùng hoàn mỹ, làm cho Lục Bắc lắc đầu không thôi. Nơi rừng sâu núi thẳm như vậy lại có mỹ nữ chân dài bên cạnh. 10 đại lão gia tới đây không làm 3 vòng thì thật là đáng tiếc. Xào Yên là người đề nghị tổ đội, đã từng hợp tác mấy lần cùng Chu Bột, miễn cưỡng tính là người quen. Chu Bột nhiều lần nhắc với Lục Bắc và La Bàn, độc nhất là lòng dạ đàn bà, để cho bọn họ chú ý. Nhìn Xào Yên tướng mạo xinh đẹp, nhưng thực ra là một xà mỹ nữ ăn thịt người, nuốt cả xương. Ý tứ đều ở trên mặt chữ, Xào Yên có chút huyết thống yêu tộc, là một yêu tu. Mặt khác, đừng nhìn nàng trẻ tuổi, thật ra nàng ít nhất đã hơn 50, chính là sâu không lường được. Chu Bột không dám thử nghiệm, có bao nhiêu người xui xẻo chết dưới miệng rắn này, Chu Bột có thể đếm được. Tóm lại, ở bên ngoài dã ngoại hoang vu, nếu không mang theo một hai tay chân bên người, Chu Bột thực sự không dám ở chung một chỗ với Xà Uyên. Sa tỷ, đã hẹn trước cùng nhau lên đường, tại sao lại tới trước vậy? Chu Bột giơ tay lên chào hỏi, nhìn Xà Uyên và 7 người đồng đội, cho hai bên giới thiệu nhau một chút. Chu thống lĩnh không nhận được tin đồn sao? Xà Uyên hỏi lại một câu sau đó nói. Huyện Hồng Lăng dạo gần đây không yên ổn. Người Thiết Kiếm Minh xảy ra xung đột với Hoàng Cực Tông, liên tiếp quấy nhiễu cả việc buôn bán của ta. Ta cũng không phải họ Chu, không thể trêu vào bọn họ, chỉ có thể tránh thật xa mà thôi. Cái này ta thực sự không biết. Chu Bột lắc đầu, tạm thời nhớ việc này lại. Một bên, Lục Bắc nghe thấy tin này liền híp hai mắt. Hắn biết khá rõ Thiết Kiếm Minh là một liên minh kiếm tu thực sự cường đại, phóng mắt ở trong cảnh nội võ Chu cùng đứng ở vị trí số 1 số 2. Ở trong phiên bản 1.0, Hoàng Cực Tông cùng Thiết Kiếm Minh bộc phát xung đột quy mô lớn, kết thúc bằng việc tổng đàn Thiết Kiếm Minh bị phá hủy, coi như là một trong những trận nội đấu bên trong cảnh nội võ Chu. Rắn chết trăm chân vẫn còn độc, tới tận phiên bản 3.0 vẫn còn những tàn dư của Thiết Kiếm Minh hoạt động. Bọn họ bị những người chơi thuộc trận doanh võ Chu coi thành nhiệm vụ săn quái là yêu thích nhất. Bên kia, hai người dẫn đội đang giới thiệu thành viên hai bên nhà mình. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mọi người đều sẽ chân thành hợp tác, không nói tạo thành hào cảm, nhưng ít nhất phải quen biết nhau một chút. Đến lúc giới thiệu Lục Bắc, Xà Di Hữu Đế, ta là Đinh Lỗi, ngươi là trưởng bối, gọi ta một tiếng Tiểu Đinh là được. Cái miệng nhỏ thật ngọt, giống như quét mật ong vậy, gọi Xà Tỷ, à, được Xà Di. Xà Uyên hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nhìn La Ban trầm mặc ít nói. Trong đoàn người này thì La Ban tạo cho nàng cảm giác khó giải quyết nhất. Lục Bắc cũng được coi là một người trong đó, nhưng thông qua trao đổi hai câu, liền bị nàng vứt sang bên ngoài sổ đen. Cao thủ bên người Chu thống lĩnh quả nhiên không ít, chuẩn bị quá chu toàn đó. Ha, việc liên quan tới tính mạng, không dám chủ quan. Vậy là tốt rồi. Hai vị đội trưởng âm dương quái khí nói chuyện với nhau, rất nhanh dưới tính chất công việc liền bỏ xuống đề phòng ở giữa, cùng tụ lại một chỗ bàn việc tình hình cụ thể, chi tiết về di tích chuẩn bị đi vào lần này. Xào Yên móc địa đồ, cho Chu Bột một tấm, không chút giấu giếm nói thẳng tất cả tình báo đã biết. Ngoại trừ đội trưởng, những người còn lại phân biệt rõ ràng, không hề có ý tứ giao lưu, làm bằng hữu với nhau. Nửa canh giờ sau, Xào Yên cùng Chu Bột thu hồi địa đồ. Xào Yên dẫn trước, Chu Bột theo sau, mỗi bên dẫn theo tiểu đội của riêng mình đi vào phía rừng sâu núi thẳm trước mặt. Di tích cách nơi đây chừng 150 dặm, con đường phía trước đều là đường núi, dọc đường còn có một con sông lớn chảy về vịnh. Chu Bột giảng giải tình báo của mình cho mọi người và kêu mọi người nhanh chóng ngậm tị độc châu vào trong miệng để phòng ngừa những con độc trùng trong núi. Lục Bắc ngó quanh bốn phía, đi bộ vào bên trong chưa bao lâu, liền bị rừng rậm nguyên thủy bên trong vây quanh. Vô số dị thảo tướng mạo cổ quái hung ác, phía sâu thì bị mây mù che khuất không nhìn ra được, tạo thành một cảm giác vô cùng chờ mong như khi vào phó bản vậy. Ngoài trừ cảm giác vô cùng chân thật làm hắn có cảm giác muốn bỏ cuộc giữa đường, thì mọi thứ còn lại đều rất tốt. Mọi người cho rằng thám hiểm di tích là phi kiếm giáng lâm, nhưng thám hiểm di tích thực sự là sinh tồn ra ngoài. Rừng rậm cây cối nguyên thủy, càng tới gần mạch nước sông, không khí càng ẩm ướt và chứa rất nhiều độc khí. Những con côn trùng như rắn, kiến, muỗi, bọ cạp đều có cái đầu to kinh người, bò khắp nơi trên mặt đất, hầu như không có chỗ đặt chân, chứ đừng nói là đi lại trong đó.
Cũng may chu bột đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần nhậm một viên tị độc châu trong miệng là có thể ngăn được độc trùng xâm nhập. Phía trước lại có tiểu đội của Sa Uyên mở đầu dẫn đường, cho nên con đường cũng không quá khó đi. Sau khi tới được khúc ngoặt của con sông lượn quanh núi, mạch nước ngầm ở đây rất mãnh liệt, dòng nước chảy xiết. Sa Uyên dẫn người tới đây liền dạo chơi trên đoạn sông này một lúc, làm trễ nải không ít thời gian. 150 dặm với người tu hành cũng không tính là gì, nhắm mắt là có thể đi. Nhưng bởi vì hoàn cảnh gặp gành hiểm ác, bất đắc dĩ phải nghỉ ngơi phục hồi một đêm bên cạnh con sông này. Sáng sớm hôm sau, tiểu đội xuất phát. Chỉ cần đi qua một đoạn đường cuối cùng phía trước là có thể tới tọa độ của di tích. Tục ngữ nói thật đúng, là ngựa sống hay ngựa chết thì chờ tới lúc đó sẽ biết. Một ngày đi trong rừng rậm, Lục Bắc luôn biểu hiện mình là một người mới tham gia thám hiểm. Ăn uống chậm thì coi như bỏ đi, lòng hiếu kỳ lại vô cùng nhiều, làm cho người đồng hành chu bột gặp không ít phiền phức, còn đánh giá của Sa Uyên với hắn lại càng hạ xuống thấp hơn. La Ban đồng dạng tay chân được gọi tới để giữ thể diện. Dưới sự giúp đỡ của Lục Bắc lại lộ ra sự trưởng thành và trầm ổn vô cùng. Nhìn qua liền thấy là một hạt giống tốt để đi đào mộ. Đi hết đoạn đường sau cùng, mọi người đứng ở một cửa khẩu hang động nghỉ ngơi phục hồi. Dựa vào tín nhiệm đối với đối tượng hợp tác, Chu Bột và Phong Tứ lưu lại ở cửa động trông coi. Một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức nhảy xuống sông tìm đường sống, trở về Đại Thắng Quan, sau đó tìm Chu Đình báo thù. Bên kia Sa Uyên cũng lưu lạc một người, một khi phát hiện tình huống không đúng, liền làm thịt Phong Tứ. Lục Bắc thì lấy một thanh đao bách luyện từ trong túi càn khôn ra lau chùi. Theo tình báo của Sa Uyên, di tích ngàn năm trước là mặt động phủ của một ma tu. Thời gian qua đi, cảnh vật đền thay đổi, trận pháp bố trí năm đó phần lớn đã mất đi hiệu lực, không cách nào hoạt động, cho nên động phủ bị lũ đụt tràn vào. Không ít nơi đã bị chôn lấp, sụt lở ở trong nước. Cũng bởi vì như thế, nơi đây mới lại có thể lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Vào lần trước, Sa Uyên dẫn theo người tới đây, trong lúc vào hang động lơ là sơ suất, đã kích hoạt đại trận thủ hộ bên ngoài động phủ, dẫn đến vô số cương thi hiện ra trong hang động, số lượng phải có mấy trăm. Tin tức xấu là, cương thi do ma tu luyện chế, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lại còn có độc thi, có thể lấy tính mạng người ta trong vòng 3 bước, tùy tiện điền có thể diệt cả một đoàn người. Tin tức tốt là, cương thi do được luyện chế từ ngàn năm trước, thiếu khuyết sự tu bổ thường xuyên, cho nên bây giờ, đau thương có thể bất nhập, thủy hỏa lại có thể xâm, thi độc đã trải qua một đoạn thời gian dài, ngoại trừ số lượng khá nhiều thì chất lượng đã bị hao tổn, nên không có gì phải sợ. Sau khi tổng hợp những thứ này lại, coi như lần này mặc dù không được chủ nhà đồng ý đã có hành vi trộm mộ, nhưng lại là một lần trộm mộ mang tính chất cứu giúp, xuất phát điểm đều là ý tốt. Đi. Hai người giơ đến bó đuốc dẫn trước, một đoàn người dẫn dẫm nước đi vào bên trong, bước nhanh về phía bóng tối trong hang động. Trong này khắp nơi đều là nước, ngập tới mắt cá chân. Không gian ban đầu không hề hẹp, có thể chứa được 3-4 người cùng đi. Sau khi được hơn 10 bước, mực nước dần lên cao, không gian càng thêm rộng mở. Trong động vô cùng tối tăm, bó đuốc chiếu sáng có hạn, nham thạch thì trơn trượt. Mọi người đặt chân rất cẩn thận, tốc độ lúc này không tự chủ mà dần chậm lại. Có lẽ người được khí tức của người sống, hoặc có lẽ nghe được âm thanh, những tiếng xoàn xoạt bỗng vang lên. Từng thân ảnh với đôi mắt đỏ ẩn trong bóng tối xuất hiện, bắt đầu vây tới. Lúc đầu Lục Bắc không để tâm lắm, cương thi tận ngàn năm, dùng một chút thủ đoạn, đụng một cái điển gãy, cầm trường đao trong tay, chém qua bọn chúng liền giống như chém khúc gỗ. Nhưng tới khi một hai tiếng gào thét vang lên, hắn mới dần biến sắc, ý thức được có chỗ không đúng. Cương thi ăn được máu thịt sẽ khôi phục một phần năng lực. Về phần máu thịt từ nơi nào thì không cần phải nghĩ, khẳng định là đồng đội quá cố lần trước của Sa Uyên. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 5 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.